Quỳnh xin chào cả nhà nha. Thì sáng hôm nay Quỳnh sẽ đi câu thật là sớm nè, để mình thực hiện cái thử thách là đi câu cá từ sáng tới chiều nha. Thì hôm nay quay lại điểm cũ thì Quỳnh sẽ tiếp tục săn cái con Hugo này. Hôm nay quay lại thấy nó ụt quá chừng luôn, nên là hôm nay Quỳnh sẽ chuẩn bị một cái mồi đặc biệt hơn hôm qua nha. Mồi hôm qua mình câu thì nó không có động đậy gì hết vậy trơn á, nên là hôm nay mình chuẩn bị cái bài mồi khác. Từ nhà của Quỳnh mà đi đến cái điểm câu này là Quỳnh mắc hai trận mưa, xong đó vừa đến chỗ lại hết mưa, xong rồi trước mặt của Quỳnh phía bên đây nè mưa quá chừng luôn. Thì chỗ này Quỳnh tranh thủ dựng cây dù lên để một chút nữa có mưa tới thì mình cũng tránh kịp. Vừa đến cái điểm câu thì lúc mà nó mưa còn lâm râm á, Quỳnh thấy mấy con Hugo nó lên center quá trời luôn, còn cái quặng nước của nó nè. Hôm qua thì mình thấy ít nha, hôm nay trời mát thấy nụt đó đó đằng đó đó. Thấy trời mát vừa mới mưa xong á, nó nụt kìa, thấy nó lên quá chừng luôn. Nghe nói Hugo thì cũng đã lâu rồi, nghe rất là nhiều luôn, nhưng mà Quỳnh thì chưa từng bao giờ chạm mặt nó. Hy vọng hôm nay Quỳnh đóng đô ở đây nè, tới chiều luôn thì sẽ được chạm mặt nó và gặp mặt nó nha. Nay Quỳnh sẽ làm một cái món ăn mới cho mấy con cá yêu dấu nha. Đây này, cám Quỳnh vừa mới ghé mua luôn nè. Đây là cám 40 đạm với một quả trứng. Mồi đơn giản vậy thôi nha. Nghe mấy anh cần thủ á, Quỳnh nghe mấy anh cần thủ chuyên nghiệp nói là mình câu ở đâu thì phải múc nước ở cái chỗ điểm đó để mình lên mình trộn cám nha. Mình cũng làm theo nha, học theo mấy anh, hy vọng là sẽ được chạm mặt Hugo giống như mấy anh vậy đó. Ít nước. Làm Quỳnh rất là thích chuẩn bị mấy cái món ăn cho con cá nha, cho mấy con Hugo á, mấy con bé cưng đó. Quỳnh vừa bóp thêm vô đây một cái chuối nè, một cái chuối chín gục luôn với một ít bơ, rồi quậy nó tan rồi bỏ thêm cám vô, bỏ cám vô cho nó nở ra. Mình để cám khoảng chừng 5 tới 10 phút cho nó nở đều ra. Nay mua xong rồi đem đi câu liền à, Quỳnh không có kịp đem về nhà để mà mình xay á. Nay câu nhiêu còn nhiêu thì về nhà Quỳnh nó sẽ dùng máy, cái máy sinh tố điện thoại của mình để xay nó nát ra để dành cho mình đi câu cho nó tiện nha. Thì sau cơn mưa trời lại sáng rồi nha, đang nắng rất là gắt luôn. Bây giờ mình lấy mấy cái cần ra mình chuẩn bị chiến với mấy con Hugo nè. Hy vọng là Quỳnh ở đây từ sáng tới chiều thì sẽ gặp được mặt nó nha, xem nó đẹp trai như thế nào mới được. Trời nắng rồi đó, nên hy vọng là mình sẽ chiến được tới chiều nha. Đây là chỉ ăn sáng xong rồi đi câu đó, đem thêm mấy cái đồ múc ban lặt vặt thôi. Nhưng mà có đói nữa thì chắc là sẽ đón mấy cái xe hàng rong chạy ngang đây á. Mà ở đây ít nhà ở, Quỳnh nghĩ chỉ có đường lộ thôi thì chắc là ít có mấy cái xe mà bán lặt vặt lắm, nên là uống nước trừ cơm. Nhưng mà phải săn được nó thì mới săn được nó là hết đói luôn á. Trời giờ mưa xong cái mát ghê, nhưng mà nắng thì lại rất là gắt luôn. Cám thì nãy giờ nó cũng nở đều hết trơn rồi, giờ Quỳnh nắng sẵn dài chùm gì nè. Ôi ôi, phía sau lưng kìa mịt mù hết trơn rồi. Chàng ơi, cái trận mưa này chắc thối thàn luôn nè. Né cái này bên kia rồi trước mặt cũng vậy luôn. Bên đây nè, rồi dưới sau lưng mà mình đang ở chính giữa nha. Chỗ chính giữa của Quỳnh đang hiện tại đang ở đây á, thì đang rất là nắng luôn. Còn phía sau lưng lõi đen thui thui lùi luôn rồi kìa. Mà đâu có nghe trời báo bão gì đâu, nhưng mà cái mùa này là mùa mưa, nên là mình đi thì hay có những cơn mưa bất chợt lắm. Nãy giờ chưa ra cần được hết trơn, mưa sắp tới nữa rồi. Thôi tranh thủ ra nha. Ê, bay dù, bay dù. Mưa gió quá chừng luôn rồi. Đây, mình bóc được 30 nè. Rồi, móc mồi xong rồi. Quỳnh mời cả nhà cùng ra cần chiến với Quỳnh nha. Quá chừng. Trời ơi. Rồi, sảy tay quay gần quá, hy vọng là cục mồi nó không có gã nha. Wow, im. Rồi. Làm lại lần nữa nha. Rung quá. Đúng. Rồi. Ủa sĩ à. Mới chơi chạy cặn thôi luôn.
Hy vọng là cái món ăn mới này nó sẽ thích nha. Chứ chầm xong hai đám mưa rồi đó, bây giờ là một trận nắng cũng sắp qua rồi. Tiếp tục là cái đám mưa thứ ba tới nha. Nay Quỳnh luyện sắp thành công cái bộ môn là gian nắng thần trưởng, dầm mưa thần công nha. Còn cái bộ môn mà lỗ tay cây thì chưa có, tại vì Quỳnh đi câu thì ở nhà ai cũng ủng hộ hết trơn á, nên là không có la, nên là không có bị, không có luyện thành công cái bộ môn lỗ tay cây nha. Rồi giờ mình cùng nhau chờ xem kết quả nha cả nhà. Thì Quỳnh câu ba cần, đó là hai cần mái thì Quỳnh câu mồi cám nha, một con cây còn lại thì Quỳnh sẽ câu cái mồi trùng, đó là trùng mũ, hy vọng thì sẽ có tín hiệu. Giờ mình cùng chờ kết quả nha. Cuối cùng thì đám mưa cũng đã đến bên Quỳnh nha cả nhà. Đây nè, ta nói chạy đâu cho khỏi nắng, hôm nay thì chạy đâu cũng không tránh khỏi mưa, mưa tầm tã luôn nha. Mà Quỳnh vẫn sẽ ngồi đây và ở đây chờ đợi để xem mặt mấy em Hugo nó sẽ như thế nào nghe, coi nó đẹp trai cỡ nào mà làm cho mấy anh em cần thủ rất là đam mê nó. Một cơn mưa lớn đã đến. Mưa kiểu này không lớn lắm nha, nhưng mà kiểu nó dai á. Đi nè, nãy giờ mới mưa được 20 phút nhưng mà mát trời á, mấy em Hugo á lên Sento nãy giờ. Giờ chưa nữa, nãy mới lên ục quá chừng, giờ đang im nữa rồi. Chút cái kéo nhau lên lộn mèo xuống, cái chút cái kéo nhau nằm im lặng dưới ủi lên tim tùm lum hết trơn. Mùa này là mùa chôm chôm với nhãn nè, mùa mưa á, mấy cái trái này nó chín nhiều ngon lắm. Ôi cái vỏ nó giòn thấu luôn, nhìn nè, thịt nó vàng tươi luôn. Nó ngọt, ngọt ghê luôn á. Mấy con cá nó sao á, mồi ngon gì mà nó không ăn. Nó không ăn thì Quỳnh sẽ ăn. Cái mồi thơm quá chừng luôn. Cái trái nhãn nó ngọt ghê luôn. Bẻ ăn nữa chắc hồi hết 1 kg quá. Vẫn còn mít thích ăn. Quỳnh thích ăn đồ ngọt hơn là đồ chua. Mình đi này mà mình ăn đồ chua sốt ruột lắm. Đi câu trong ruộng á, ít có ai đi ngang bán cái gì để mình có thể kêu lại ăn. Nên là ăn cái gì ngọt ngọt đi. Nãy thấy bánh mì mà chưa kêu nữa, mưa cái bánh mì đi đường bên kia chạy đi mất tiêu luôn. Cuối cùng anh cũng chạm mặt Hugo rồi nha. Đây để cây lộ người ta chạy cán hư nữa. Đây một em cá cha. Wow, cá cha không phải cá dù đếm nha. Ôi con này nó sắp bằng cái cụm tay của anh luôn nè. Lần đầu tiên trong đời mà câu dính nó luôn á. Ôi câu cần tay nha. Nãy giờ thì trong khi mà chờ cần máy á, có tín hiệu á, thì Quỳnh lấy cần tay ra câu mấy con cá mè chơi á. Đây. Trời ơi, quá trời mừng luôn cả nhà. Một em cá dồ mini nha. Nè. Ê vậy. Ôi. Lần đầu tiên nha, từ lúc mà Quỳnh biết đi câu tới giờ đây nè. Này. Trời ơi, mứt rượt luôn, trơn trùi luôn. Ủa cái bụng đó nè. Thì ra nãy giờ nó lại nó ăn cái mồi mà Quỳnh vừa câu vừa xả mấy con cá mè. Ồ, đẹp quá à. Nó kêu cái tiếng mắc cười quá trời à. Nó giờ mới câu được rồi. Nó sắp bằng cái cùm tay của Quỳnh luôn nè. Đó, may mắn quá à. Mừng quá trời mừng luôn. Giờ vừa hết mưa là Quỳnh câu dính nó luôn. Đi nào Quỳnh câu ở chỗ cái bọt tim nó kìa kìa. Nó lại nó ăn cái mồi mà Quỳnh đang câu cá mè chỗ đó đó. Vậy là có nhiều con nữa rồi. Và tranh thủ câu nữa nha. Quỳnh câu cái cần tay á, cái lưỡi số 8 nhỏ xíu à. Vô cụ tuột đi. Đây cũng là một thành viên của con Hugo rồi. Câu được nó là cũng mừng lắm luôn rồi đó. Trời. Trời ơi. Một con cá mè dinh tiếp theo nha, khá là mập luôn. Nay Quỳnh câu cái phần mồi mình nằm trên mặt đáy nha. Mưa mặt nước ở trên nó động quá không coi phao được. Đây nha, con tiếp theo. Mưa tiếp tục nữa rồi, không biết khi nào mới tạnh nữa. Chào mừng em đã về đợi của chị. Vô trùng đi. Cái giọng bữa nay là thập cẩm nha. Nhưng mà con cá là được chạm mặt con Hugo mini rồi đó. Nay Quỳnh câu dính được con cá cha con nha. Nó cũng rất khoảng 200 gram.
khoảng 200 gram. Mua hoài không dứt luôn, giờ này 4 giờ mà tưởng đâu là 6 giờ chiều. Trời ơi, nột kè bọt bong bóng đồ nhóc hết trơn luôn mà. Sao vẫn mấy rằng máy vẫn chưa có tín hiệu vậy chứ? Mưa nhưng mà vẫn câu được nha. Niềm đam mê là bắt tặng luôn đó. Mưa này lạnh ghê luôn. Nãy mưa lớn mà bây giờ thì mưa hết lớn rồi. Lắc dắt chị hoài luôn á. Nãy giờ ghe xịt là đi ngang hai ghe. Rồi lú nữa. Đặt lú ở đây quá trời luôn. Quay cá ăn nữa rồi. Vậy là cũng hết một ngày mà Quanh thực hiện cái thử thách nhỏ nhỏ đó là làm đi câu cá săn Hugo từ sáng đến chiều nha. Thì hôm nay Quanh cũng được gặp mặt Hugo rồi, nhưng mà đó là anh Hugo con nha, không phải Hugo cha. Đây là cái thành quả mà Quanh câu cá từ sáng đến giờ. Cái mưa nè, sình nè, dép nè, tròn ơi, thấy cưng ghê luôn. Cái cần tay. Đây nè, Quanh câu cá được 9 cá. Cái mày dinh nè, với Ugo con. Wow. Nay cũng được mười mấy con, 20 con cá mày dinh nha. Với một cái anh Hugo này nè, là Hugo con nha. Cũng được chạm mặt với nó rồi đó. Thì cũng may mắn rồi. Này là Quanh câu cần tay dính hết trơn á. Hugo này Quanh cũng câu cần tay luôn. Kết thúc một ngày đi câu cá thì Quanh dầm đủ 4 trận mưa nha. Tới chiều luôn, giờ này thì mưa vừa mới tạnh luôn nè. Thì trời cũng sắp tối rồi, nên là Quanh cũng tranh thủ cuốn cần để mình về. Cá nó thì nó không ăn nhưng mà nó không đói. Còn Quanh thì sáng giờ không có ăn gì ngoài mấy trái nhãn hết trơn á, nên là bụng cũng rất là đói luôn. Giờ mình về nhà để ăn cơm thôi. Với lại sẽ vô trong phòng mới đắp cái mền cho ấm, cái nhà lạnh quá. Sáng như dầm 4 trận mưa đó thì mình cũng luyện thành công cái bộ môn là dân ngắn thằng trưởng rồi dặn và dầm mưa thành công nha. Thì video của Quanh đến đây cũng khá dài nha. Quanh xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Cả nhà xem kênh của Quanh xong á thì nhớ cho Quanh xin một like nè và một lượt đăng ký để ủng hộ cho Quanh nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha.